con. Khi giận, con cố giữ tâm bình thản, hoặc niệm Phật với tâm thư thả, hoặc buột miệng hát lên, đều là những cách né tránh thực tại. Né tránh cũng là một phương pháp tu trong trường hợp thích ứng. Vì vậy, con có thể áp dụng nếu con muốn, miễn là thành công. Nhưng thầy thích nhìn thẳng vào thực tại hơn, nghĩa là nhìn thẳng vào cơn giận. Như thầy đã nói, có hai cách tu tâm. Một là chỉ, hai là quán. Chỉ là giữ tâm yên tĩnh bằng cách tập trung tư tưởng vào một đối tượng nhất định, như niệm Phật, đếm hơi thở. Để giữ tâm không xao động, hàng ngày, lúc nào thuận tiện con có thể tập an chỉ tâm như vậy trong 5-10 phút hoặc hơn, tùy theo điều kiện của con. Còn quán là soi chiếu tâm, phần nhiều là lúc nó khởi động, như khi con giận là tâm khởi động. Hãy chú tâm soi chiếu hành tướng của nó. Đây là cơn giận phát sinh, đây là cơn giận hiện hành, đây là cơn giận lắng dịu, đây là cơn giận chấm dứt. Trong một vài niệm như vậy, con sẽ thấy không còn đâu là giận cả. Bây giờ chỉ còn lại hơi thở gấp, tim đập mạnh. Đó chỉ là sự xáo trộn còn lại trên thân sau tâm sân hận, chứ không phải là sân hận. Con có thể hít vào một hơi thật sâu, thở ra từ từ bằng miệng để điều hòa nhịp tim lại. Trong 5-3 hơi thở là xong. Đó là cách làm chủ thân tâm bằng soi chiếu, cùng với một vài phương tiện kỹ thuật giản đơn mà hiệu nghiệm. Thầy đã nói rất nhiều rằng không phải tránh khổ đau phiền não, không phải tránh tranh chấp ganh tị ở đời. Làm sao con thoát được khi bản chất cuộc đời là như vậy? Thật ra, chính nhờ những xô đẩy đó, con mới biết cách tự điều chỉnh mình, sao cho có thể tự tại giữa những được mất, hơn thua, thành bại, xấu tốt, và biết bao những mâu thuẫn khác ở đời. Nếu không có những xô đẩy đó, con sẽ trở thành yếu đuối, không sao giác ngộ, giải thoát được. Thầy chỉ làm người tỉnh giác trước sự bất toàn của đời sống. Nếu đi con đường của thầy, con không cần thêm gì, không cần bớt gì, không cần bỏ gì, không cần đạt gì, con chỉ cần giác ngộ. Nhưng giác ngộ là bản tính của con đâu cần phải tìm kiếm đâu xa. Thấy như thực thấy, nghe như thực nghe, xúc như thực xúc, biết như thực biết, là bản chất sẵn có nơi con. Cái gì làm cho không thấy được như thực, cái ấy là vọng. Cái gì giúp con thấy được như thực, cái ấy là chân. Vậy con không cần tự ti, mặc cảm với cái này, hoặc tự tôn tự đại với cái kia. Cái gì cũng có giá trị khi nó là thực, khi nó được nhìn qua cái nhìn giác ngộ. Những gì con thấy là xấu xa, nó chỉ là xấu xa khi mê, nhưng nó trở thành tốt đẹp khi giác ngộ. Vậy con đừng tự ti, đừng sợ hãi, hãy chỉ giác ngộ mà thôi.